Xã hội hiện đại chứa đựng muôn vàn áp lực, nhất là ở đô thị, nhịp sống quá tất bật. Những áp lực từ công việc, từ các mối quan hệ xã hội càng thêm lớn. Đặc biệt đối với những người trẻ mới bắt đầu đương đầu với cuộc sống độc lập và gây dựng sự nghiệp, thì những áp lực vô hình và hữu hình lại càng đè nặng. Một số thống kê cho thấy tỷ lệ trầm cảm ở giới trẻ Việt Nam hiện nay đang ngày càng có xu hướng tăng cao báo động. Dù vấn đề sức khỏe tinh thần đang ngày càng được quan tâm hơn, nhưng song song đó, áp lực về vấn đề tài chính, gia đình, tình cảm vẫn là các khía cạnh được đề cao, khiến tâm lý nhiều người rơi vào bất ổn. Áp lực, trầm cảm là vấn đề về tâm lý mà bất cứ ai cũng có thể gặp phải, chứ không hề riêng với giới trẻ. Tuy nhiên giới trẻ lại là đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Các nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã đưa ra rằng là có khoảng 15% các bạn ở độ tuổi thanh thiếu niên, tức là ở khoảng tầm 14 cho đến 19 tuổi, thì các bạn ấy gặp phải những cái vấn đề về sức khỏe tinh thần. Mà trong đó thì có lo âu, có trầm cảm và có stress. Và người ta cũng xác định rằng là cho đến năm 2030 thì trầm cảm được xem như là một trong những cái vấn đề và một trong những cái gánh nặng bệnh tật toàn cầu trên thế giới. Các bạn ấy được sống ở trong một cái môi trường mà những cái áp lực nó rất là khác biệt so với những cái áp lực ở những cái thời trước. Và vì vậy thì cái khả năng ứng phó với những cái áp lực đấy của các bạn nó trở nên là kém hơn. Cùng với áp lực về tài chính, công việc hay áp lực đồng trang lứa, nỗi ám ảnh phải sống theo sự kỳ vọng của người khác đang đẩy người trẻ tới những mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần. Sinh sống tại Hà Nội, vừa chân ướt chân ráo bước vào thị trường lao động, Thùy Nhung cũng như rất nhiều bạn trẻ đang rất kỳ vọng vào một công việc phù hợp, chế độ đãi ngộ tốt và một con đường để thăng tiến hơn. Rất nhiều bạn Gen Z bây giờ là được phụ huynh rất là chiều, tức là bạn ấy sẽ không phải chịu một cái áp bức nào đấy hay là áp lực nào đó, nên là các bạn cái mức chịu đựng về áp lực của bạn ấy rất là kém. Là khi mà đi làm, khi mà áp lực từ phía trên xuống hay áp lực về công việc thì sẽ khiến cho các bạn ấy cảm thấy là không thể chịu được. Mình luôn mong muốn là chế độ lương thưởng và đãi ngộ, sự phát triển về sự nghiệp, nó sẽ có một cái con đường thăng tiến rõ ràng. Sống ở thành phố một khoảng thời gian khá là dài, là tầm hơn 5 năm, thì mình thấy là ở thành phố có rất nhiều những cái áp lực, ví dụ như áp lực về công việc này. Mỗi sáng thức dậy là mình phải luôn luôn chạy đua cho công việc để sao cho kịp với mọi người. Đôi khi mình chỉ cần chậm một chút thôi là mọi người có thể là bỏ lại mình ở phía sau rồi. Bạn trẻ nào cũng có áp lực về công việc giống như vậy. Nhưng đối với những bạn trẻ sinh ra và lớn lên ở các địa phương khác, đến các nơi đô thị lớn để lập nghiệp và sinh sống, thì áp lực mua nhà là áp lực rất lớn. Bởi tâm lý an cư lạc nghiệp, ai cũng mong muốn phấn đấu tích cóp để mua một căn nhà nơi mình làm việc. Nhưng việc mua được một căn nhà ở đô thị không phải ai cũng thực hiện được. Phần lớn những người ở đô thị bây giờ không phải họ chỉ sống ở đô thị, mà họ có thể từ các địa phương khác lên thành phố để sinh sống. Ví dụ như chưa có nhà, chưa có cái nơi định cư mà nó ổn định. Nếu mà một người mà lương tháng ở cái mức gọi là tương đối đi, một người trẻ là 15 cho đến 20 triệu, thì cái việc mà mình mua được một căn nhà thì ít nhất cũng phải sau 10 năm. Thì chúng ta thấy, còn những cái bạn mà có thể mua nhà từ ngay từ lúc trẻ, nó là một cái số ít, tôi nghĩ là số ít, còn phần đông nó sẽ là như thế. Nên vô hình chung nó cũng làm cái áp lực đối với người trẻ ở đô thị khi mà chúng ta đặt ra một cái mục tiêu là phải có nhà ở đô thị, thì đấy cũng đúng là một cái ý. Và với những cái bạn sinh viên của tôi, khi mà các bạn ấy ra trường thì rất nhiều bạn đặt cái mục tiêu đấy trong vòng 1-2 năm và đôi khi nó sẽ dẫn đến nhiều những cái sự thất vọng. Theo quan điểm của nhà báo Mỹ Hạnh, dù sống ở đô thị hay vùng nông thôn thì ở đâu cũng có những áp lực, lứa tuổi nào cũng phải chịu những áp lực. Nhưng đa phần người trẻ còn có một kiểu áp lực đặc thù, đó là áp lực đồng trang lứa, khiến nhiều người phải gồng mình chạy theo những chuẩn mực vô hình. Hiện tượng này thường có thể đến với bất kỳ ai ở bất kỳ thời điểm nào. Nhưng thể hiện rõ nhất có lẽ là ở tuổi thanh thiếu niên, những người đang bắt đầu cuộc sống độc lập, chưa có nhiều kinh nghiệm cuộc sống và dễ bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh. Kể cả những người mà sinh ra và lớn lên ở thành phố và có điều kiện hơn, họ cũng phải chịu những cái áp lực như là nhìn thấy những người xung quanh thành đạt này, nhìn thấy người xung quanh làm được những việc mà khiến cho mọi người ngưỡng mộ. Thì bản thân mình phải như thế nào, đó cũng là áp lực của người trẻ ở thành phố.
Thế rồi kể cả khi bạn đã có một công việc ổn định, một thu nhập ổn định đi chăng nữa, sống ở thành phố với cái việc gọi là ô nhiễm khói bụi này, ô nhiễm tiếng ồn ngày càng tăng này, rồi là cái không gian để sinh hoạt văn hóa hoặc là hưởng thụ những cái giá trị tinh thần nó cũng càng ngày càng ít đi. Để đối phó với áp lực, nhiều người lựa chọn những biện pháp khác nhau để giải tỏa và giảm tải những mệt mỏi trong tinh thần, thậm chí còn chấp nhận từ bỏ cuộc sống đô thị để về quê lập nghiệp. Không khó để tìm kiếm trên mạng xã hội những hội nhóm như cộng đồng bỏ phố về quê, làng bỏ phố về quê, nghiện vườn, v.v. mà thành viên đa phần là người trẻ. Đối với anh Đồng Văn Hùng, một YouTuber nổi tiếng bởi những video bình dị, chữa lành, Hùng quyết định rời cuộc sống thành phố về sống tại quê nhà, là một vùng quê Thanh Bình ở tỉnh Thái Nguyên. Lý do để trở về có rất nhiều, và trong đó có lý do là mong muốn về một cuộc sống bình yên bên người thân nơi quê nhà. Mình về quê, mình cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi là mình được sống với đúng với cái con người của mình. Tại vì mình sinh ra ở quê mà, mỗi ngày mình thức dậy mình được nhìn ngắm cây cối, cỏ cây, thiên nhiên, hòa mình vào không khí ở quê. Mình cảm thấy con người của mình nó thư thả và thoải mái hơn. Không, thay vì lúc trước là mình sống ở thành phố, mình đôi khi mình chạy theo những cái công việc, mình cảm thấy rất là bộn bề. Về quê mình được làm với cái công việc mà mình yêu thích ấy. Mình cảm thấy như là mình có nhiều cái sự sáng tạo hơn này, để mình có thể là phát triển được nhiều những cái nội dung hay hơn để gửi đến mọi người. Ngoài công việc sáng tạo nội dung, về quê phát triển du lịch cũng là một hướng đi mà nhiều người trẻ đã thành công. Chuyện về anh Giàng A Dê ở xã La Bán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, bỏ một công việc ổn định về miền núi cao làm du lịch, cũng là một câu chuyện truyền cảm hứng cho nhiều người. Cả cái làng này là người ta cũng khủng hộ, người ta bảo là sao mà có mấy công việc được như thế, bao nhiêu người mơ ước như thế mà lại bỏ về làm cái nhà trên đồ mà chẳng có đường đi. Có muôn vàn lý do cho câu chuyện bỏ phố về quê của giới trẻ. Vì chán nản cuộc sống đô thị, vì hoàn cảnh gia đình, vì biến động của xã hội, vì thiếu cơ hội việc làm. Chính từ những cái áp lực đó, người trẻ cũng sẽ có những cái biện pháp riêng của mình. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy là có cái xu hướng mà các bạn ấy thường nói rằng là chữa lành ấy, tạm thoát khỏi cái vấn đề của mình một vài ngày. Thế nhưng mà cái cách làm đấy nó sẽ chỉ giúp cho họ thoát khỏi vấn đề trong một thời gian ngắn thôi. Còn khi họ quay trở lại cuộc sống hàng ngày, quay lại với công việc, quay lại với cái guồng quay ấy, thì mọi thứ vẫn như thế, nó không khác gì cả. Thế rồi có một cái trào lưu nó dài hơi hơn một chút so với chữa lành đấy, thì là bỏ phố về quê. Thực tế thì đã chứng minh rằng là bỏ phố về quê để tránh áp lực ở thành phố, nhưng mà sẽ tiếp tục đối mặt với áp lực của cuộc sống ở quê. Nếu như mà bạn không thật sự xác định được mục đích của mình, rồi không thật sự có những cái kỹ năng cần thiết để bỏ phố về quê. Đối với người trẻ, mình vẫn cần phải xác định cái mục tiêu nó phù hợp đối với mình. Thì khi mà mình xác định những cái mục tiêu nó phù hợp với mình, họ sẽ dễ dàng đạt được hơn. Và khi mà đạt được thì họ sẽ cảm thấy vui vẻ, cảm thấy thoải mái và nó sẽ không gây ra áp lực cho họ nữa. Người trẻ sẽ cần những cái sự trải nghiệm, hay là cần những cái hoạt động của xã hội, những cái hoạt động quan tâm người yếu thế ở trong xã hội. Thì khi mà trợ giúp những người đó thì họ sẽ thấy là cuộc sống nó muôn màu. Cuối cùng, điều quan trọng nhất, dù sống ở đô thị hay bất cứ đâu cũng đều có những áp lực vô hình hoặc hữu hình. Áp lực không hoàn toàn xấu, nó giúp người trẻ có động lực để tiến về phía trước. Nhưng điều quan trọng là mỗi người cần chú tâm vào việc phát triển bản thân theo đúng hướng, chứ đừng ép mình phải có những thành quả giống như người khác.